Diễm Thi và Chân Như kính chào quý khán thính giả với bản tin truyền hình của Đài Á Châu Tự Do. Xin mời quý vị đến với bản tin sáng thứ ba ngày 16 tháng 12 với một số tin tức đáng chú ý. Giải cứu xong con tin ở Úc bắn chết thủ phạm. Iran nói sẽ đạt thỏa thuận với Hoa Kỳ. Thưa quý vị, lực lượng đặc nhiệm Úc đã thành công trong việc giải cứu hàng chục con tin bị một người mang quốc tịch Iran cầm giữ từ sáng hôm qua. Tin tức cho biết có 3 người chết, trong đó có thủ phạm, và 4 người bị thương nặng, tính đến 6 giờ sáng thứ ba tại Sydney. Sau khi toán đặc nhiệm của Úc tấn công thẳng vào quán cà phê, nơi kẻ gian giam giữ con tin suốt 16 tiếng đồng hồ trước đó. Cảnh sát cho rằng đây không phải là một vụ khủng bố có tổ chức, mà chỉ là hành động cá nhân. Đài truyền hình ABC của Úc cho biết thủ phạm vụ uy hiếp con tin là một người đàn ông tên Manharon Muniz, mang quốc tịch Iran, nhưng có giấy cư trú ở Úc. Ông này tự xưng là giáo sĩ. Hồi năm 2012, từng bị tòa kêu án về tội gửi thư chửi bới và đe dọa đến gia đình 8 binh sĩ Úc tử trận ở chiến trường Afghanistan. Các bản tin của giới truyền thông địa phương cũng cho hay, trước khi hành động, thủ phạm đang được tại ngoại hầu tra, chờ ra tòa vì có liên can đến cái chết của người vợ cũ và những cáo buộc sách nhiễu tình dục và tội sử dụng võ lực bất hợp pháp. Thưa quý vị, 56 người chết vì đất trồi ở Indonesia tính đến tối hôm qua. Thiên tai xảy ra ở làng Champleng thuộc tỉnh Trung Java, ngay sau những trận mưa lớn kéo dài nhiều ngày trời. Hơn 3.000 binh sĩ và cảnh sát được huy động đến giúp cư dân địa phương tìm kiếm xác thân nhân và cứu trợ những người may mắn sống sót. Cơ quan phòng chống thiên tai tại Indonesia cho biết cả 100 căn nhà bị đất trồi phá hủy hoàn toàn và còn có 50 người mất tích, ngoài số thi thể đã thu nhận được. Thời tiết không thuận lợi, từ tối hôm qua đến sáng nay, mưa vẫn rất là nặng hạt, khiến cho công tác cứu trợ trở thành khó khăn hơn và có thể đất trồi sẽ xảy ra quanh vùng lân cận. Tổng thống Iran Hassan Rouhani cho biết sẽ tìm cách đạt được thỏa thuận với Hoa Kỳ để giải quyết những bất đồng đang có giữa Tehran và Tây Phương liên quan đến chương trình mà Iran đang thực hiện. Tổng thống Iran tuyên bố điều này trong một cuộc hội thảo ở Tehran giữa lúc các nhà thương thuyết hai nước gặp nhau ở Geneva. Một viên chức ngoại giao Mỹ cho biết, trong trường hợp đạt được thỏa thuận, Tổng thống Hoa Kỳ sẽ nhanh chóng loan báo quyết định nới lỏng cấm vận, nhưng không rõ liệu hai bên có nối lại quan hệ ngoại giao hay không. Trong bài nói chuyện ở Tehran, Tổng thống Rouhani cũng nhìn nhận, mặc dù đa số người dân muốn thấy quan hệ giữa Iran với Hoa Kỳ được cải thiện, nhưng vẫn còn những người không muốn điều đó xảy ra. Ông không nói thành phần chống đối này gồm những ai, nhưng được hiểu đó là giới bảo thủ cực đoan, trong đó có những tướng lãnh cao cấp của lực lượng vệ binh cách mạng, là lực lượng quân sự đầy quyền uy trong chính trường Iran. Trong năm 2013, trị giá vũ khí được bán ra đã giảm 2% so với năm trước đó. Con số này được Viện Nghiên cứu Hòa bình Quốc tế ghi trong bản phúc trình mới phổ biến ngày hôm qua tại Stockholm. Theo đó, tổng số tiền các công ty sản xuất võ khí thu được là 402 tỷ đô la, giảm 2% so với năm 2012. Phúc trình cho rằng lý do khiến điều này xảy ra là vì Hoa Kỳ và các nước đồng minh đã rút quân khỏi Iraq và đang trên đường kết thúc cuộc chiến Afghanistan. Do đó, Bộ Quốc phòng Mỹ cũng như các nước NATO không cần mua thêm võ khí cho binh sĩ sử dụng. Dù vậy, phúc trình cũng cho thấy Hoa Kỳ có 6 trong 10 công ty sản xuất võ khí có mức thu nhập cao nhất. Dẫn đầu là công ty Mỹ Lockheed Martin với số lượng khí cụ quốc phòng bán ra trị giá 35 tỷ rưỡi đô la. Trong khi đó, 3 nước bỏ nhiều tiền mua vũ khí nhất đó là Hoa Kỳ, Trung Quốc và Liên bang Nga. Riêng trường hợp của Nga thì phúc trình viết rằng các công ty sản xuất vũ khí của nước này hoạt động mạnh hơn tất cả các công ty của những nước khác vì Tổng thống Vladimir Putin dùng chính sách hiện đại hóa quân đội để khẳng định vị trí quan trọng của Nga trong chính trường quốc tế. Quý vị vừa theo dõi bản tin truyền hình của Đài Á Châu Tự Do. Tất cả các chương trình của chúng tôi được đăng tải và lưu trữ tại địa chỉ rptiengviet.net. Nếu bị tường lửa ngăn chặn, quý vị vào địa chỉ achauthuido.info. Quý vị cũng có thể xem chương trình của chúng tôi bằng điện thoại di động tại địa chỉ vietnamese.rfa.org hoặc bằng ứng dụng app miễn phí của RFA tải xuống từ App Store và Google Play. Diễm Thi và Chân Như chào tạm biệt quý vị.